tiền lì xì của con, lì xì hay mừng tuổi đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt. Theo đó, trẻ em sẽ được nhận tiền lì xì từ người lớn như một lời chúc tốt lành, may mắn. Ngày nay, tiền lì xì của trẻ có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Để tránh cho con làm mất tiền hay tiêu tiền không đúng mục đích, nhiều cha mẹ đều giữ số tiền lì xì này cho con. Tuy nhiên, theo quy định mới, bố mẹ có thể bị xử phạt hành chính nếu giữ tiền lì xì của con mà không được con đồng ý. Cụ thể, theo điểm a, khoản 2 Điều 56 Nghị định 167 năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. Hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình bị xem là hành vi bạo lực về kinh tế và sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo quy định tiền lì xì Tết cũng được coi là tài sản riêng của con. Nếu cha mẹ yêu cầu con trẻ đưa tiền lì xì cho mình mà con không đồng ý thì có thể bị xử phạt nhưng nếu muốn quản lý giữ giúp tiền lì xì hoặc tài sản riêng của con cha mẹ có thể cùng con trao đổi thỏa thuận để quản lý sử dụng khoản tiền lì xì tết hoặc tài sản riêng của con một cách hợp lý